cái tiệm cà phê của bông tím là làm sao có cái gì ở trong đó hành trình của cái tiệm này như thế nào chúng ta cùng khám phá câu chuyện của nó nha nếu như mà giờ mà được đặt tên lại là tím sẽ đặt tiệm này tên là tiệm cà phê chân kinh tại vì là phải trải qua gọi là 81 kiếp nạn là mới được mở cửa mà đón mọi người được á bây giờ gọi là một mét vuông là 10 người mơ ước có một cái tiệm cà phê của riêng mình đúng không mọi người muốn à, mở một cái tiệm cà phê để cho chúng ta có góc chiêu chiêu này nọ đó mọi người nên tỉnh dậy đi từ bỏ giấc mơ đó đi từ cái đống đổ nát này để xây lên quán cà phê như bây giờ thì chắc là tím sẽ làm 81 cái clip để kể về 81 cái kiếp nạn này trời mà cái quán của tím á là chắc mọi người thấy trong clip của mấy anh chị em khác hết rồi đúng không cái quán của mình mà người ta review hết rồi còn mình là chưa lên clip làm sao nữa đây nói chung là không có clip là do ba phần lu bu bảy phần lười biến mà cũng do lu bu mà không biết bữa giờ chắc do ai chơi buồn ngủ mình hay sao về tới nhà là mệt cái nhắm mắt cái ngủ luôn à không có dựng clip dựng ơi vậy chứ giờ là mọi người mà ở xa thì bây giờ tím sẽ dắt mọi người đi gọi là đi vô quán của tím online ha mình đi dạo mình đi cà phê online thôi <laughs> bao nhiêu lần coi lại khúc này vẫn hiện lên là sếp em Malisa <laughs> cái này là tím chỉ dắt mọi người đi dạo thôi còn clip review chi tiết thì không biết chừng nào làm cứ báo là bữa sau làm đại đi còn sau mà sau bữa nào là chưa chắc cái phòng này là cái phòng trưng bày hả phòng để chụp hình sống hảo rồi đó bây giờ mà mọi người đang coi là nó đã thành cái bồn hoa mà tím rồi có nghĩa là nó thay đổi xoẹt sệt đó mọi người ơi nói chung là cái phòng này là phòng tùy hứng gia chủ giờ theo tím với hà lên cho đến không gian trên lầu nói chung là trong hình có sao thì mọi người coi vậy đi buổi sáng thì mình sẽ nhìn thấy cái vàng bóng giấy nó sáng lúc mà mọi người biết tin mình với hà với ba người đồng đội khác của mình làm cái quán này các mọi người kêu trời ơi kinh tế này suy thoái mà làm gì trời mọi người cản quá trời luôn cản gì kêu nếu mà cản bút ta gà chết buồn mọi người ghê ước gì mọi người cản sớm hơn cản quyết liệt hơn còn đây là cái sân thượng cái nơi mà tím với mọi người thấy đáng tự hào nhất của quán này luôn ban buổi sáng thì nó sẽ sáng nha buổi chiều nó chiều buổi tối nó tối <laughs> nói chung là buổi sáng là nó sáng nhưng mà nó nóng còn buổi tối thì nó tối nhưng mà nó mát ngồi được buổi sáng chỉ chụp hình thôi à có đỏ mà không có thơm đường cái cái máy ngói này suy dắt luôn quá đẹp nhìn mái ngói nhớ hồi xưa bị rụng răng mẹ hay quăng lên trên cái nóc nhà xong kêu gì hú mèo hú chuột dân cũ về mày dân mới về táo gì đó trời còn cái menu mà đặt theo tên người này nè hẹn clip sau nó luôn còn sao thổ sao thủy sao nào thì chưa biết nãy giờ quên nói luôn nhiều chuyện quá nè quên kể tiệm này là có tới năm chủ lận hà là đứng đây là mọi người biết rồi chứ gì ba người đằng sau á ba người đằng sau á là thảo là mọi người biết rồi đúng không ngân là quản lý của mình với là thư nói chung làm gì á cũng đông vui có tụ gì đó rồi mình đỡ nản chứ thực sự cái quán cà phê này mà mình làm một mình mình thì là không có cái quán cà phê này luôn <laughs> cái quán này cho tới thời điểm mà tím đứng cúng khai trương này nè là nó đã ngốn hết của tụi em là khoảng hơn một tỷ sáu rồi mà nói chung là ở trung tâm quận một thì vậy cũng bình thường tại vì quần sáu bảy tháng hơi oải xíu thôi còn tình cảm của mọi người dành cho cái quán là em không biết là cảm ơn như thế nào cho hết luôn mấy ngày tụi em mở hả có mấy bạn ở xa ở cao lãnh ở bến tre ở này nọ đi lên để thăm em với hà trời ơi trời ơi sao mà mọi người tự nhiên thích mình vậy gì trời thấy mọi người cực quá à nên giờ em quay online cho mọi người coi luôn mọi người đi online đi mọi người ơi mọi người lên thành phố cực quá mình cũng không có nghĩ là mọi người sẽ ủng hộ mình đông như vậy luôn nhưng mà nói chứ cái sự ủng hộ đông đúc của mọi người là cái niềm vui thích tột cùng của tụi em <laughs> nhìn hoa mới nhớ cái shop hoa đối diện á mọi người tự nhiên ngày khai trương đâu mình thấy một cái lẳng hoa lạ quá hả à. đứng suy nghĩ hoài không biết ai tặng gì trời cuối cùng là mấy bạn đó thấy mình khai trương mới nói tự đem qua tặng vậy ha. <cười>, cười hoài luôn. Xong rồi còn kiểu hả chụp hình đu idol trước nhà. Trời ơi ta cười tét nách nhập diện 7 lần luôn. Vậy là nói chung là tuổi trẻ của tím tới đây là tím tự hào lắm rồi. Ở tuổi 27 này tím có một cái công ty với những người đồng đội của mình nè. À. Có một cái đứa con cưng là tiệm cái quần nè, có một cái đứa con đặc sản quê hương là tiệm mặn mà nè. Có nguyên một cái gia đình bông với một cái đàn con trong cái đám này để mình nâng đỡ nè. Giờ là có thêm một cái tiệm cà phê nữa. Rồi nhân sinh vậy là thấy ok đó. Giờ bé bye, bye mọi người nha, bỏ lên Đà Lạt ở đây. <laughs> nói chứ năm đứa thì đứa nào cũng sống được bản công việc riêng của mình á. À. Cho nên những cái dự án này là toàn kiếm tiền để đầu tư cho những bạn trẻ nè rồi đầu tư những dự án của công ty á cho nên làm mãi mà không thấy giàu vậy nên mới nói cuộc sống này tiền bạc nó không quan trọng mọi người ơi quan trọng là không có tiền là mình không vui mình phải có tiền nha mọi người <laughs> một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái tiệm cà phê ủng hộ tím và ủng hộ tất cả những dự án liên quan tới tím cả mọi người rất là nhiều trân quý tình cảm của mọi người hôn mọi người cái nè